Xin chào em nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ là hướng dẫn anh em lắp cái bo auto cho cái mạch lắp cái bo auto cho cái hệ thống sạc ắc quy nhé. À xin lỗi, lắp cái auto cho cái hệ thống đây, từ xem nào, cho cái máy phát điện. Nếu mà chúng ta không có hệ thống đề máy tự động ở trong máy, nó có những cái sản phẩm đó là những cái máy phát điện từ Nhật về hoặc là những cái dòng máy phát điện công trình nhé, nó sẽ không có cái chế độ hoạt động cổ ATS hầu hết là trong những cái máy phát của Nhật. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để hướng dẫn anh em có thể kết nối được. Thì đầu tiên mình sẽ test nhé. Đây là cái thiết bị, sau khi mình kết nối thì mình sẽ cần một số cái, đó chính là một cái hệ thống dơ le phụ nhé. Thực tế trong đây thì nó, trong cái hệ thống mà điều khiển cái bo mạch đề tự động như này dù là nó cũng có cái dòng hoạt động được khoảng 5 ampe. Tuy nhiên để tránh rủi ro về cái sự đấu nối cũng như là trong quá trình làm việc ấy, thì tiếp điểm của dơ le ở trong đây ấy, thì mình không muốn cho nó chịu dòng lớn. Chính vì thế mà mình muốn là nó chỉ chịu cái dòng nhỏ thôi để điều khiển những con dơ le trung gian bên ngoài như thế này. Thì những con dơ le trung gian bên ngoài như này nó sẽ giảm thiểu rủi ro. Trường hợp bị chạm chập tải thì nó không bị hư tiếp điểm của bên trong cái phần bo điều khiển này. Rồi nếu mà chúng ta muốn đơn giản hơn thì chúng ta có thể kết nối thẳng cái bo này với lại hệ thống động lực luôn cũng được. Thế thì bây giờ mình sẽ nối sẵn một cái ở đây rồi để tiết kiệm thời gian cho anh em, thì mình sẽ test cái quá trình làm việc của nó nhé. Đầu tiên thì mình sẽ có ở đây là mình sẽ lắp mấy cái bóng đèn ở đây để thể hiện cái trạng thái của cái trạng thái chức năng của từng cái thiết bị sau khi qua dơ le. Đây, ở trên đây thì nó cũng có cái đèn báo trực tiếp ở trên cái bo mạch rồi. Tuy nhiên thì để hiển thị xem cái phần kết nối thì dựa trên cái mô phỏng như này để em có thể kiểm tra trong quá trình mình đấu nối hoặc là có sự cố, hoặc là mình kiểm tra cái thiết bị nó đã liên lạc đến đâu rồi, cũng như là khi mà gặp sự cố ấy thì mình có thể là sửa chữa một cách nhanh chóng hơn. Cái đèn này là mình mua cái đèn của xe Honda, xe máy. Cái đuôi nó có vẻ là không được đúng lắm nên là mình gắn vô ấy, nó hơi bị nó không có ăn hết khớp. Mấy cái bàn thủy tinh này nó cũng rồi gắn hơi hờ được nhé. Cái đuôi này chắc nó bị sự cố rồi. Thôi kệ đi, nó sáng lên là được. Mình có thể sử dụng cái nguồn ắc quy. Ở đây mình đang sử dụng cái nguồn ắc quy để cấp cho cái phụ tải thôi. Còn cái đường điện đây mình đang sử dụng một cái nguồn bên ngoài. Mình sử dụng một cái nguồn bên ngoài. Xem nào, cái nguồn đây là 220. Đây là cái nguồn 220 nhé. Bật CV một chút nữa. Rồi, bây giờ mình bắt đầu nhé. Để mà hoạt động được thì mình cấp nguồn cho nó. Đây là cái nguồn cung cấp, mình sẽ cấp nguồn cho nó B cộng B trừ. Ở đây sẽ đấu cái thằng B cộng vô nhé. Rồi, nguồn đã sáng rồi. Thì bất kỳ một cái thiết bị điện hoặc là một cái bo mạch gì đấy thì nó đều cần phải sử dụng nguồn. Thì đây là cái nguồn cung cấp cho nó, nó sử dụng từ 12 đến 24V đều sử dụng được hết nhé. Phần tiếp theo thì nó sẽ có vài cái chân tín hiệu, chúng ta nhìn vào đây thì thấy là có B cộng B trừ này, heater này, là cái chân sấy này. Sấy tức là làm ấm cái buồng đốt ấy. Cái chân crank đây chính là kết nối với motor đề nhé. Motor đề đây là mình sẽ kết nối với con chuột đề cóc đề. Và chân fuel là cái chân cấp nguồn hay gọi chân AC đối với máy của Nhật. Cái stop và cái chân tắt máy đối với lại cái tình trạng là một số cái nó sẽ tắt máy ở cái dạng NC nhé, tức là thường nó thường mở, nó thường đóng dầu và sẵn rồi. Remote tức là cái chế độ mình sẽ ra lệnh tín hiệu gọi nổ máy. Thì đây chính là cái chức năng mà mình mong muốn, là sẽ cấp cái tín hiệu này từ cái tủ ATS xuống làm cho cái máy phát điện của mình hoạt động. Đây là chức năng là bảo vệ nước nhé, water, oil là bảo vệ nhớt. Đấy, hai cái thằng này. Và đây là cái chân tín hiệu để mình có thể biết được là có điện là hay chưa, và nó bảo vệ luôn cả tín hiệu điện áp nhé.
Đây là một trong những cái bo mạch nó khá là rẻ tiền. Theo mình là khá là rẻ tiền so với một số thiết bị khác. Về cùng cái tính năng. Về cùng tính năng nhé, nó thiết kế được tối ưu hóa rồi, sử dụng vi điều khiển nhé. MCU, với thiết kế mạch thì sử dụng linh kiện dán, tiết kiệm cái không gian và diện tích. Nói chung sản xuất thì mình sẽ sản xuất với những cái tiết diện nhỏ như này thì nó sẽ có giá thành tốt. Nó cũng có xem có cái ưu điểm là nhỏ gọn, dễ lắp đặt, linh hoạt trong quá trình sử dụng. Nhưng mà với lại những cái thiết bị công nghiệp ấy, thì đây là một trong những cái sản phẩm ấy, nó sử dụng những cái linh kiện tích hợp quá nhiều. Linh kiện dán nó cũng có một cái ưu nhược điểm, có một cái số cái nhược điểm, tức là làm việc trong cái môi trường mà độ nhiễu cao ấy, thì ta cần chú ý môi trường ẩm ướt. Đấy thì mình cũng cần chú ý về những cái linh kiện, cái mạch điện tử như này. Những cái sản phẩm mà nó sẽ to hơn, tuy nhiên thì giá thành này sẽ cao hơn nhé. Nhưng mà mình sẽ có các cái linh kiện ấy, nó hoạt động ở trên cái không gian nó rộng hơn thì nó tránh được trường hợp là bị ẩm ướt. Đấy, bị ẩm ướt nó giải nhiệt tốt hơn, nhiều cái lý do, nhiều cái gọi là tối ưu hóa về cái không gian. Đấy. Thì mỗi cái nó có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Thì đây là cái phần chi phí và cái tính năng thì mình thấy cái này là rất là ok rồi. Giá thành thì không quá đắt để sử dụng. Sau khi mà mình kết nối xong, thì mình sẽ tiến hành là mình sử dụng nhé. Ở đây mình sẽ cái chân oil này, mình chú ý này, water oil và gen cái phần này mình cũng có thể là không cần sử dụng nhé. Tức là mình tắt off cái chức năng này lên. Đấy, cái phần nước và phần nhớt này là nó không cần kết nối cũng được, thì là nó sẽ không có báo, nó không có bảo vệ cái chức năng đấy. Rồi cái chân gen này thì nếu mà không sử dụng chúng ta phải tắt cái chức năng là báo điện áp đi. Đấy. Thì đều đấu nối khá đơn giản thôi. Chúng ta đây mình sẽ thử cho anh em trước này. Bây giờ mình sẽ cấp cái chân remote ấy. Remote là cấp hiệu một tiếng âm nhé. Chúng ta nhìn ở đây là ký hiệu là âm. Thì mình cứ âm một cái thì ngay lập tức có tín hiệu remote này. Nó cấp được cái tín hiệu header, tức là hệ thống sấy. Sấy nhá. Thì phần sấy ở đây thì mình chưa cấp nguồn. Sấy chưa cấp nguồn nhá. Để mình làm lại nhá. Quên chưa cấp nguồn cho thằng sấy. Rồi sấy chúng ta sẽ cấp nguồn âm cho nó luôn. Đây, nguồn sấy này đầu tiên là nguồn cho cái hệ thống tải của mình cấp vào đây. Thông thường chúng ta sẽ đèn sấy thì dơ le sấy nó sẽ phải hít vào. Mình chờ chút, có đang bị nhầm lẫn một cái gì đó rồi. Chân âm này, chân này là chân nguồn này. Nguồn dương. Rồi dơ le sấy thì nó đang ở cái chân con dơ le sấy là con số 3. Đây là con dơ le này. Nhưng mà em này thì chưa nó hít ta. Mình thử lại nhé. Ở đây thì chúng ta thấy là nó khi mà cấp như này nó sẽ cấp nguồn ở cái chân heater này. Rồi đối với chân fill và crank có 12V. Mình chưa thấy dơ le nó hít. Để kiểm tra. Đây là cách chúng ta sẽ dò tín hiệu luôn này. Để chân đề này. Để có tín hiệu hình như là mất mát. Nó đang mất âm cho cái nguồn này anh em. Rồi bây giờ mình phải cấp âm cho cái nguồn. Chúng ta đấu nguồn và đấu nguồn cho cái phần động lực ấy, dây dợ nó nhiều ấy, nhiều khi nó nhầm. Đấy, chúng ta cấp âm cho cái nguồn của dây le, mình điều khiển bằng dương nhé. Điều khiển chân coil của nó bằng dương. Rồi mình sẽ cấp remote này. Rồi chúng ta thấy là cái chân heater là nó đang có điện rồi. Đây là cái đèn của thằng sấy nhé. Và hết sấy thì nó sẽ chuyển sang cái chu trình là đề và cấp nguồn fill nhé. Đề và fill. Đấy, hai con này. Thì xong thời gian mà nó có hết lệnh điện 220 lên thì nó ngắt đề nhé. Đó, còn không có điện 220 lên thì nó ngắt đề và ngắt cả fill luôn. Để chuyển sang cái chu trình tiếp theo. Khi mà có áp lực nhớt lên nó cũng ngắt như vậy luôn. Chúng ta chờ cái thời gian. Rồi, ví dụ bây giờ có điện 220 này.
Đấy, thì ngay lập tức là cái tín hiệu đề nó ngắt và cái tín hiệu fill nó còn ở đây nhé. Đấy, ngay tín hiệu fill nó còn đây. Nếu mà là đề máy mà nó không nổ nó cũng nhận biết được và nó sẽ không cấp cái lệnh stop. À, không cấp lệnh stop. Và mình tắt máy thì ta nhấc ra. Cắt cái bỏ trên remote ra. Ta bỏ ra là chưa tắt ngay. Bởi vì đây chính là cái thời gian để làm nguội máy hay có thời gian gọi là trễ tắt máy. Cái này có thể cài đặt được. Nó hiểu là khi mà có điện lưới thì có điện máy phát nổ lên thì nó mới xuất cái lệnh stop. Đó. Hồi đấy mình thấy là nó đè này và nó cung cấp tín hiệu mở dầu luôn. Nhưng mà nó không nổ máy thì nó sẽ không cấp cái tín hiệu tắt máy và nó đè lại lần tiếp theo nhé. Để mình thử lại cho anh em xem này. Toàn bộ những cái thời gian mà anh em vừa quan sát đây chúng ta có thể cài đặt được một cách rất là dễ dàng bởi những cái chuyển bằng cái đây. Rồi. Tắt máy này, chúng ta tắt máy này, chúng ta lặp lại nhé. Cho nó chờ hết cái thời gian tắt máy đi. Thời gian tắt máy ấy, thì nó sẽ duy trì thời gian tắt máy nó sẽ duy trì vào khoảng từ 10 đến 20 giây nhé. Đó. Tùy thuộc chúng ta cài đặt. Ở đây là có time stop này. Cái này cũng rất đơn giản, mình sẽ gạt xuống. Ví dụ chúng ta gạt cái công tắc này xuống thì mình sẽ có thời gian sấy này, 10 giây đúng không? Chúng ta có thể chỉnh 9, 8 tùy chúng ta mong muốn. Thời gian mà đè máy chúng ta cũng có đây 10 giây. Tương tự thời gian cool down. Rồi, chúng ta có thời gian là time stop là 15 giây để tắt máy. Chúng ta có 3 lần đè và chúng ta sẽ có được là bao nhiêu ạ? Time delay start tức là thời gian trễ để tắt máy, đè máy nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại. Em thấy được cái trạng thái rõ ràng. Cấp remote nó cấp lệnh reset, reset ở đây. Giờ này đóng và chúng ta sẽ điều khiển cái bóng đèn kia. Tiếp theo stop và bây giờ chúng ta sẽ có điện nha. Chúng ta sẽ có điện xuất hiện. Rồi, có điện xuất hiện ngắt lệnh đèn lên ngay lập tức nhé, đúng không? Chúng ta sẽ chống trường hợp là bị dính đề. Cấp fill. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tắt máy. Chúng ta tắt máy là chúng ta sẽ rút cái dây remote ra. Và nó sẽ vẫn còn fill nó vẫn còn fill nhé. Rồi, sau đó thì nó chuyển sang chế độ stop. Và chúng ta sẽ tắt máy ở đây. Stop sẽ duy trì trong khoảng 15 giây nhé. Ok, quá đơn giản đúng không? Toàn bộ chúng ta không, kể cả chúng ta không cần tài liệu gì nhiều, trên bo nó cũng đều có đầy đủ cái phần hướng dẫn. Đó chính là B cộng, B trừ, những cái chân này chúng ta kết nối. Và cái hệ thống cài đặt thời gian. Đấy, thực tế thì nó sẽ có một cái sơ đồ chúng ta đấu nối đây. Cực kỳ đơn giản đúng không? Rồi, sơ đồ nối đây nhá. Chúng ta sẽ cho anh em cái sơ đồ đấu nối đây. Ở đây là những cái con dơ le này. Những con dơ le này. Dơ le chúng ta nối ở đây thì được cấp nguồn dương sẵn vào dơ le nhé. Cấp nguồn dương vào coi. Cấp nguồn dương vào coi. Xin lỗi. Dơ le cái nguồn của coi được cấp âm sẵn nhé. Coi cấp âm sẵn. Và chúng ta điều khiển là cái tín hiệu điều khiển của nó là mức dương. Mức dương này chúng ta cấp vào từng coi này. Cái phần điều khiển của cái phần tiếp điểm của dơ le thì chúng ta tùy thuộc vào trường hợp chúng ta sử dụng là cấp âm hay cấp dương thì chúng ta thay đổi ở đây. Nếu cấp dương thì chúng ta nối từng cái tiếp điểm này nối dương và cấp âm thì chúng ta nối âm nhé, nên là sử dụng được cho cả hai loại luôn. Phần ắc quy thì chúng ta đưa 12 hoặc 24V đều được, tốt nhất chúng ta nối qua một cái công tắc hoặc cái cầu chì để cho điều khiển cho nó dễ dàng. Rồi, phần điện 220 thì mình nối với đầu ra của máy phát nhé, chúng ta nối trước ở CB nhé, tức là ngay cái phần củ phát ra để nó có thể đọc được cái tín hiệu của củ phát. Để chúng ta lắp ở sau cái CB, nhiều khi chúng ta tắt CB nguồn đi thì nó sẽ không có hiểu được, hay là CB là automat đấy. Rồi, nó sẽ có cái đồng hồ để hiển thị chúng ta được các cái tín hiệu như tần số, điện áp và cái hiển thị thời gian để tăng giảm, tức là để chúng ta cài đặt đấy, setup ấy. Chúng ta có nút tăng giảm ở đây và cái công tắc để chọn cái phần cài đặt đấy thì nó sẽ kết nối vào đây, cài đặt cái gì chúng ta cài đặt cái đó vào. Thời gian thì nó ghi rất là rõ ràng ở đây, ví dụ start tức là thời gian đề, cái này là start là time start delay tức là cái thời gian để bắt đầu đề và số lần đề
time stop, cooldown và thời gian đè thì vào cái nút time crank và time preset là thời gian sấy. Rất đơn giản luôn, chúng ta có thể áp dụng và chúng ta có thể cài đặt đầu nối cái này. Anh em có thể mua cái sản phẩm này về, giá nó chưa đến 1 triệu đâu, chưa đến 1 triệu đâu, mấy trăm nghìn mình không nhớ rõ, để chúng ta có thể cài đặt cho một cái hệ thống ATS. Đấy, đây là cái phiên bản mà bên mình cung cấp và cũng như là nó cũng bán khá là rộng rãi thôi. Anh em có thể gắn trong cái tủ điện cũng được và chúng ta gắn trên máy phát điện cũng được nhé, tủ ATS và phát điện cũng được. Có một điều chú ý là nếu mà gắn trên tủ điện thì chúng ta chú ý khoảng cách điều khiển, ví dụ nó xa quá thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái tín hiệu truyền xuống, để nó đè máy hoặc tắt máy vì nó có điện áp rời trên đó. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta lắp vào tủ điện thì nó sẽ gần và nó không bị ảnh hưởng nhiều hơn. Ok, và sắp tới thì mình cũng lên một vài phiên bản để mà sử dụng bằng ECU số nhé. Vì đây là hệ thống sử dụng bằng vi điều khiển thì nó sẽ làm việc cũng khá là tốt. Tuy nhiên là trong những cái môi trường khắc nghiệt ấy, thì mình sẽ dùng ECU số, mình ECU số ECU logic ấy, thì nó sẽ có một số cái ưu điểm là hoạt động ổn định hơn trong các môi trường, đặc biệt là trong các môi trường công nghiệp. Đấy, thì những cái máy phát điện của Nhật ấy, thì mình thấy hầu hết những cái phiên bản mà trước giờ thì nó sử dụng là logic, sử dụng logic khá nhiều và bên bây giờ là vẫn áp dụng logic và vi điều khiển này là cũng áp dụng. Tuy nhiên thì cái nó phụ thuộc vào cái công nghệ và cái khả năng chống nhiễu cũng như là làm việc ổn định trong các cái môi trường khắc nghiệt, thì mình phải test cái phần này. Ở trong thời gian tới thì mình sẽ có sản phẩm và sẽ update cho anh em cùng tham khảo. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em thấy video này hay thì đừng quên một like nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại.